đây là một ngôi nhà không hề làm mái tôn trông nóng. Bão số 3 đã bê một mái tôn đặt lên trên mái nhà của cháu. Buổi chiều bão thì phải trú bão ở trong nhà. Qua một đêm ngủ dậy sáng hôm sau nhìn lên mái đã có một mái tôn chống nóng. Không biết mái tôn này là mái tôn của nhà ai. Sức gió của bão thật là khủng khiếp.